em, hôm nay thì mình sẽ vào đây chơi một game, đó là con game Ewin. Đây là con game mình thấy là có rất rất nhiều người chơi hiện nay anh em. Game này thì đội thưởng theo tỷ lệ 1:1 đấy. Đây, đội thưởng con game này thì mình đã đội thưởng thành công nhiều lần rồi. Nhưng mà các bạn nhớ rằng này, đọc quy tắc cho mình không là nó sẽ hoàn lại nha. Mình hôm trước ấy mình tạo hai đơn cùng một lúc ấy, rút một lúc ấy, nó sẽ không được đâu nha các bạn. Các bạn phải đọc năm anh nguyên tắc này cho mình nha. Ok, thì vốn mình hôm nay là 15 mê. Thì mình sẽ vào đây chơi một số con game trong này nha. Đấy. Mình hôm nay mình sẽ chơi gọi là game poker này đi. Đây mình thuộc những con game ạ. Thấy nhiều anh em thua nhất đấy anh em ạ. Vì sao anh em thua? Ấy đó anh em thấy không? À con quy còn ra con ca anh em kìa. Cày không? Cày chứ anh em, 6 ra 3 kìa. À toàn cái tỉ lệ thấp nó lại cho thắng anh em ạ. Đéo tin nỗi luôn đấy. Đây này, may bán này nó cho win một phát này. Đây rồi. Ôi giời, át ra át anh em kìa. Mật lạ anh em này. Hòa lần mình luôn thua. Đấy từ nha. Cho nên là cách đánh của mình, tí là mình sẽ nói cách đánh này khá là hay. Đó là các bạn đừng có bao giờ luôn luôn đặt ấy nha, lâu lâu phải đặt đỏ đen xíu. Trời ơi, lần này đỏ chắc rồi, đó, đỏ tiếp này. Trời ơi. Ngon ngay thôi, không đặt to là đâu. Nó đỏ đen một chuỗi là nó tí xíu là nó đỏ một chuỗi thôi. Ván này đỏ tiếp này. Ây da, ván này cầu 1-1 rồi, thế là ván này cầu 1-1 rồi. Anh em tin mình đi. Đó, anh em thấy không? Rồi. Đây này. Đó là cách đánh mình như thế này này, nó là một là đỏ một chuỗi này, sau đó đen một chuỗi xíu nè. Có thể hai cái là mình tính một chuỗi nha, sau đó là nó sẽ đến cầu 1-1. Đấy. Nhớ điều đó cho mình nha, đỏ này. Ây da, không rồi, ván này đen một chuỗi rồi. Ây da, không được rồi, ván này nó nhảy cầu linh tinh rồi. Khi mà nó nhảy cầu linh tinh như này anh em nên đánh trên dưới. Nhưng mà không phải khi nào anh em đánh trên dưới nha. Anh em đánh trên dưới 100% là auto anh em sẽ thua. Nhớ điều đó cho mình nha. Nói chung là game đã gọi là đã khôn rồi, nó chỉ cần hòa nó sẽ thắng ấy. Nhưng mà gặp ông trùm thì nó phải chịu thôi nha. Trời. Dưới này. Ây da, trên nha anh em. Đéo dịu win đâu nha. Ôi dồi ôi, toang thế. Ây da, hòa. Nó hòa. Phải đỏ đi. Đỏ lần nữa đi. Trời ơi. Lâu lâu thấy đen đen nhiều nó đỏ ngay chứ. Ây da, hòa anh em kìa. Đó anh em thấy chưa. Ví dụ anh em 10 lần mà nó chỉ cần hòa 2 đến 3 lần nó thắng rồi. Lúc này giờ mình lộc lá là bậy mê rồi anh em. Em nhớ điều rằng này, khi chơi một con game gì ấy, anh em quan trọng nhất ấy là anh em phải giữ cái bình tĩnh cho mình nha. Và video hôm sau ấy, ví dụ video hôm sau anh em cứ comment đi thì mình sẽ tặng anh em, tặng cái gì anh em? Mình sẽ tặng anh em 10 anh em nhanh nhất ấy thì mình sẽ tặng anh em một cái gọi là cái thẻ cào nha. Mình giá đó là mỗi bàn 50.000 đồng anh em. Hy vọng ván này thắng thôi nha, chứ đừng có thua được anh em. Trên này. Trời ơi, ván này liều ăn nhiều phát mà đéo được anh em ạ. Không phải là khi nào liều ăn nhiều đâu anh em, liều thôi lại mất nhiều đấy, chứ không phải được nhiều đâu. Lúc này được 8 mê đấy anh em. Ngon không? Ngon chứ. Nhưng mà ngon đấy, phải biết để mình dừng anh em ạ. Mình lên tầm 3 mê là mình nghĩ luôn đấy, chỉ cần 7 mê là thôi anh em. Nhưng mà lên được hay không ấy thì đó là một chuyện anh em. Một chuyện của nó thôi. Ây da, 9 kìa. Cày thế. Ôi giời, 4 ra 2 anh em kìa, ván này đỏ thôi. Và thôi đỏ lần nữa là không được đâu. Ván này đỏ lần nữa là không được, nó biết ngay mà. Pha đó mình đọ lần nữa là mình chắc chắn thua rồi anh em. Ây da, hòa kìa. À, cày thế. Đéo gì ăn nó đâu em, ván này chuồn đi. Ôi dồi ôi. Khó nha. Ván này rô lại đi. Ây da, bích anh em ạ. Chuồn đi. Càng đấy. Càng đẹp đẹp luôn anh em ạ. Ôi dồi ôi, toang rồi, ván này toang rồi. Đừng nói toang nha. Ây da ơi anh em ơi. Toang, đừng nói toang thật đấy. Thật đấy anh em, sợ đấy. Bắt đầu sợ thật đấy anh em. Đéo phải dễ win đâu anh em ạ. Lên 18 lại này. Thật sự là đéo phải dễ win anh em ạ. Game khó ăn chứ đéo phải dễ ăn đâu. Ông trùng sao ông trùng chứ, nhưng mà gặp game mà gian quá thì cũng chịu thôi. Đó biết ngay là 7 ra 6 chịu queo rồi. Đây này. Phá này thắng thấy là... Trời ơi, vừa thì nói thắng đấy là... Ôi giời, 8 ra 8 kìa. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Mày chín mê đấy anh em này. Công nhận là đéo phải dễ win anh em ạ. Thắng đen rồi. Vãi này chuồn đi. Trời ơi. Chuồn lần nữa này. Trời ơi anh em ơi. Uầy, hai lần kìa, bởi vì do lúc này là anh em thấy không? Anh em để ý này. Lúc này nó một chuỗi đen luôn đúng không? Ờ, một chuỗi đỏ luôn. Nên bây giờ nó một là ra chuồn, hai là ra bích.
nhưng mà nó đánh lừa anh em là nó mới ra chuồn xong, anh em nghĩ rằng là nó sẽ không ra chuồn nữa, mà là anh em đoán rằng anh em sẽ sắp bích đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đánh tiếp này và mình sẽ đánh bích này. Bây giờ chuẩn bị bích, bích 4 ván chỉ cần 5 lần anh em trúng một lần anh em đã thắng rồi này đó, trời ơi. Nhưng mà chỉ cần lần thứ hai mình đã trúng rồi, lên 29 mê rồi anh em. Là nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ mình còn một chút xíu nữa thôi là mình sẽ lộc lá rồi anh em ạ. Thành ra ấy, thì bây giờ thì mình sẽ thôi anh em. Cứ chờ đợi cơ hội thôi anh em ơi. Việc gì phải vội đâu. Biết đâu nó lại cho win lần nữa thì ngon luôn anh em ạ, đúng không? Mà trường hợp nó không cho win thì mới chịu thôi nha. Trời, bây giờ một xíu là thôi này. Đây này, ngon luôn này, ngon này. Trời ơi, lên, trời ơi mình từng lên đủ rồi. Đây này, 30 mê luôn anh em. Tính ra lúc nãy giờ mình lộc lá 15 mê đấy anh em, quá là ngon luôn anh em ạ. Thật sự là lộc lá lên 15 mê không phải dễ đâu anh em nha. Thì khi lộc lá này mình khuyên anh em rằng là đó là nên đội thưởng luôn anh em. Mình chắc chắn rồi, sẽ đội thưởng 10 mê thôi. Mà anh em ơi, anh em nên rút dần dần nha, chứ đừng anh em rút một lần nhanh quá, rút nhanh nhanh quá nó soi đấy anh em ạ. Nhớ điều đó cho mình nha, con game chỉ như vậy thôi, nó sẽ soi cả thôi anh em. Nếu anh em đánh to nó sẽ soi thôi, nhưng mình ấy, mình cảm giác là mình đánh to lắm rồi đấy anh em ạ. Thành ra thôi anh em, mình nghĩ là như thế này là mình đã lộc lá ngon lắm rồi ấy. Thành ra thôi, mình sẽ nghĩ tại đây thôi anh em ạ. Bởi vì ấy, thường thường anh em công nhận anh em bị trường hợp như thế này, anh em cố gắng lại một chút xíu nữa, nhưng mà sau đó tí nữa anh em lại thua lại, và sau đó anh em thua lại cái tiền lời của anh em lại, mà vừa thua cái tiền gốc anh em luôn. Anh em đã bị trường hợp đó chưa? Mình nghĩ là sẽ có rất nhiều anh em gặp trường hợp đó rồi ấy. Thành ra anh em nên tránh trường hợp đó đi nha anh em, chứ không là khi lỗ lại ấy, thì anh em bắt đầu mới hối hận, đến lúc đó là không kịp nào đâu nha anh em ơi. Thôi thì mình nghĩ là video đây mình tốt thôi anh em ạ. Anh em đừng quên lại cho một like và đăng ký nha anh em ơi. Bye bye anh em. Thì con game này mình chơi con game Ewin, và mình thường chơi khá là nhiều con game, bởi vì là con game nào hôm nay mình hên thì mình chơi, con game nào hôm nay xui thì mình sẽ không chơi, mình sẽ đổi qua chơi con game khác. Đấy, nhưng mà anh em không được đánh nhiều đâu nha. Game nói chung những game mình chơi thì mình để phía dưới cả nha anh em. Thôi, bye bye anh em.